Kính thưa quý vị, chúng tôi đến đây là khu vực của huyện Phú Tân và chúng tôi đến đây để gặp hai vị có trò chuyện về đạo pháp. Là hai vị này coi như là cao nhân trong đạo nha, và hôm nay đặc biệt là có cư sĩ Thành Luân và cùng với kênh Quỳnh Nam Việt để trực tiếp đến đây. Đây là quang cảnh của ngôi nhà của Quỳnh chủ gia ở đây. Giờ là hai Quỳnh đang trò chuyện về đạo pháp với nhau. Tôi gặp lại nhau đây là sự thật, là coi như là thật tình, chứ không có nói gì mà là cái gì mà thêm bớt. Ông anh tôi á thì ở bên ngoại, còn tôi ở đây á là bên nội. Nó lý do là coi như ông anh hai tôi đó, ổng nói là ông Phật Chùm đó là như là mẹ, mẹ thì bên ngoại, còn tôi á là bên nội, nội ngoại tương tề, cũng là một cái gốc bồ đề mà thôi. Thì hôm nay đi á, thì xuống ngay chỗ An Hòa Tự đó đó, thì tự nhiên là coi như là ra một cái câu văn chữ hòa hảo, thì tự động tôi bên câu đài. Nhưng mà tôi thấy bên hòa hảo thì tôi nói mọi ông chúng chặt, thì mấy ông cũng thông cảm chuyện nha, tôi không có gành bên đạo hòa hảo nhiều. Thì như vậy tôi mới nói là hai cái chữ hòa hảo này đó thì dịch ra tôi nói mấy ông hòa hảo thông cảm tôi nghe, nếu mà họ mà chúng chặt thì tại tôi câu đài tôi không phải bên là coi như là bên 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 đạo của thầy, thành thử ra mấy ông cũng đừng có mà chấp nhất với tôi điều đó, là coi như là nó không có tốt. Tại vì tôi không phải đạo ở trong hòa hảo của thầy, mà tôi là dịch hai cái chữ hòa đó là thuận, chữ hảo á thì yêu thương, mà hai cái chữ này á, chữ hòa hảo này á thì nó ra năm cái chữ. Thì bữa nay năm cái chữ này đó tôi mới lợi cái anh hai này nè, cái anh hai này nè, thành ra cái tôi mới nói là gì là ngũ chi hiệp nhất, anh em đã gặp lại nhau ngày hôm nay. Mà cái ngày hôm nay đó là cũng cái ngày 23, tốt ngày, mà ngày 23 thì theo cái số toán cộng của Phật đó là nó cũng là năm cũng là năm nữa. Thì giờ coi như là hiệp lợi vậy đó, thì nói cho nó có cái ngằng cái lớp, để trong khi anh em có sự dễ hiểu thông cảm với nhau. Chứ còn anh hai tôi đó, anh nói đó, anh hai tôi, anh ông nói đi. anh hai tôi anh nói với chú tự nhiên nha, anh hai tôi anh nói đó thì tôi nhận được. Anh hai tôi nói tại sao mà coi như là Ông đâu tôi giờ đi. Ông giờ ông Phật Chùm, rồi anh giải thích những ông Phật Chùm nó làm sao mà coi như là mẹ sao đó, anh giải thích coi. Phật Chùm. Đúng vậy, thì nói đặng mày nói cho nó phù hợp vô cái chuyện tôi đi nhận anh bữa nay mới được chứ phải có mẹ rồi có cha mới được chứ, có chồng có vợ rồi có con có cái rồi mới được chứ. Phật Trầm á là mình nói á, cái văn tự á, thì trùm vào thế giới trùm ngoài càng khôn, là mẹ của mình. Nó là mẹ của mình, vị trí trầm, trầm bọc hết rồi, để đem con đi về, trầm bao thế giới trầm ngoài càng khôn là mẹ của mình rồi, đúng. Không ai vị trí trầm này á, nó không phải là đặt để cho ông nào đó, chỉ có mẹ mới được thôi. Thì mẹ nằm bên bên văn hóa, bên thông tin,
cha Di Tôn thì nằm bên đặc biệt về sắp xếp nội tạng nội đồ cho con. Chờ cha Di Tôn. Con mẹ mình đó là bắt chồng nó. Như vậy á thì anh nói đó tôi nhận được, chứ ngoài là coi như không thể nào ai mà biết được cái chuyện này. Không ai biết, không biết được đâu. Tại được. Sao ông Phật Trùm là ông là cái xác của người Khmer mà người sao mà kêu là mẹ sao thử chúng sanh không có hiểu, nó cho rõ thì không nhận được, thấy không? Nói gì đó mà tôi á, là tôi anh nói á, là tôi sẽ nhận được, là lý do tại sao mà anh nói mẹ là tại vì đó dân tộc Khmer đó đi chuông nước dân tộc Khmer đó là coi như là mẹ là ngoại, còn dân tộc Việt Nam là nội đó, vậy đó. Tình thử tôi nhận được bữa nay mới lên nhận anh nè. Chứ hồi nào giờ không ai mà nói cái tiếng này hết trơn rồi, không ai mà hiểu được cái nghĩa này. Đó thì từ cái đó hôm nay là mới lên đây nè. Thì tôi lên đây thì chắc anh cũng biết rồi đó, tại vì anh ngồi gần tôi là kế bên em biết nhau rồi đó, thấy không? Đó vậy đó, chứ còn ngoài ra có nói sự thật mình không phải mình nói là cái gì mà để cho nó ngoài cái chỗ anh em là cái sự việc mà mới để mà cái lần đầu mà để đi lại nhận anh, thì thử ra là cái người nào mà hiểu được á những cái lời nói của anh á thì mới biết, còn ngoài ra là nếu hiểu không được thì không có thể nào biết được cái văn nói của anh là cái lời nói làm sao, thấy không? Nói vậy đó. Tôi hồi sáng này nè, tôi thấy có một cái bóng hình trắng trắng mà ngồi ở gốc bồ đề, rồi thành ra con cái rồi tôi mới là mới bắt lên tôi coi, tôi coi sao thì gặp ngay cái mạng của Thành Luân. Tôi mới hỏi Thành Luân ơi, cái mà cái chú hai gì đó ở đâu vậy? Bữa nay thôi giờ tôi muốn để tôi đi kiếm tôi thăm ổng. Tôi thăm ổng, nghe không? Đó, nói sự thật nó vậy đó, tại vì tôi gặp là tôi phải đi lên để tôi là coi là để nhìn liền, tại vì nội ngoại tương tề đó. Có ai mà biết cái chuyện này ở đâu? Ai biết được? Ai biết được đó. Mà bây giờ mình có nói ở đây đó thì bây giờ cả trên cộng đồng cũng không ai mà hiểu, mà người ta là cho hai cái ông này móc pin. Mà sự thật là coi như là nội ngoại tôi đã gặp hôm nay là đúng cái ngày ngũ chi hiệp nhất. Tôi nói cho quý vị biết luôn, ngũ chi hiệp nhất đó đúng rồi, nội ngoại tôi nhận nhau rồi đó, cho quý vị hay đi. Cái này là cái đó là anh em tôi là đã có cái sự thật rồi đó. Đó rồi, vậy thì anh em từ đây sắp tới đoàn kết. Dạ đúng, không bỏ nhau đúng, để lo chung cho tất cả. Dạ đúng lo tất cả. Lo cho tất cả nhân loại, cũng lo chung cho mẹ với cha. Anh ngồi đó mà anh nói chuyện đó mà cái giác xúc động đó, tôi ở nhà tôi coi tôi nhận được gì sao? Vì cha mẹ dạy con không có nghe lời cha mẹ, rồi cuối cùng thầy dạy cho chúng sanh, cho bổn đạo, có mấy người nghe đâu? Không có nghe. Rồi cuối cùng á, người trở lại á, còn hại đủ cách. Hại đủ cách. Vào tù ra khám, nhục khổ đủ đầy. Nên tôi muốn gặp anh á, cái chuyện đó đó, là coi như là một vị Phật xuống dưới trần lãnh hết
các cái khổ đau cho chúng sanh, mà chúng sanh đâu có hiểu đâu. Cuối cùng lo ăn, lo mặc, lo tranh, lo giành, lo chức quyền, lo địa vị, không có nghĩ đến ông bà tổ tiên, cha mẹ, không có để nghĩ đến những cái lời thầy khuyên chỉ dạy, nói một đường làm một ngã. Thầy ra văn, sấm thi văn, sấm giảng để thầy chỉ dạy, trong đó đủ điều để coi theo đó mà hành cho nó đúng. Thầy sợ bổn đạo tín đồ chúng sanh sợ đi sai đường, thành ra thầy rất chỉ dạy cặn kẽ, đầy đủ, không thiếu gì hết. Nhưng cuối cùng một số bổn đạo, một số tín đồ học cao, học giỏi rồi ở không, nghiên cứu ra câu văn, rồi lý luận đủ điều. Như vậy thì hỏi có đúng với cái chân truyền giáo pháp của thầy hay không? Đến cùng thầy biết, thầy không có nói nhiều nữa, thầy cứ cho là coi như là chúng sanh bổn đạo tín đồ của thầy hiểu nhiều quá rồi, thôi bây giờ trở lại đi, trở lại cái lục tự A Di Đà đi, tức là Nam mô A Di Đà Phật đi, dạch tim đem để nó vào đó, thì là cái việc xô xát máu đầu nó không có tuôn ra. Đó. Đó quý vị thấy không? Kết thúc rồi. Thầy để trong đó đó. Xưa nay sáu chữ lạnh tanh, có ai mà niệm cho rành thử coi, trì tâm thì quá ít oi, bây giờ dùng thử mình coi lẽ nào, dạch tim đem để nó vào. Nó cho nó kỹ gì đó. Nên từ cái chỗ đó bổn đạo tín đồ của thầy, tôi rất là như quen nhiều người, nhưng mà tôi hỏi quý vị ơi, quý vị trả lời cho tôi là bên câu đài, tôi không có gần bên thầy lắm, mà thầy ra những cái câu gì đó theo tôi là được biết á, là cái câu đó đó là ý nghĩa làm sao. Bổn đạo của thầy mới nói thế này, cứ nhất tâm niệm Phật, cái niệm trong tâm là được. Tôi nói quý vị nói cũng phải rồi, tâm tâm là cũng được, nhất tâm cũng được, nó cũng đúng. Nhưng mà con cái quý vị phải niệm Phật đó theo cái hơi thở, khi bằng dạch tim đó, tại vì cái tim mình nó nhảy lên nhảy xuống này là cái dạch tim đem dễ vô. Nam á thở ra, mô hít vô, a thở ra, di hít vô, đà thở ra, Phật hít vô. Phải nhừng nhuyễn như vậy đó. Rồi xong rồi đó, là quý vị là niệm cho nó rành rồi đó. Nam thở ra, mô hít vô, a thở ra, di hít vô, đà thở ra, Phật hít vô. Nó nhừng rồi đó, quý vị cứ là thở ra, nam thở ra, Phật hít vô, Phật thở ra, Phật hít vô, Phật nhất tâm. Đi đứng nằm ngồi. Khi quý vị bỏ cái thân xác này, là quý vị là cái hơi bay lên không khí, là ở trên đó Đức Di Đà sẽ rước quý vị. Còn cái tâm thì nói chung ra cái lúc thì nó thức, lúc nó ngủ. Còn cái hơi thở của quý vị đó không có ngủ được, nằm xuống nó cũng thở, nằm xuống nó cũng thở, đi đứng cũng thở. Chừng nào mà coi như là nó hết thở vô thở ra đó, thì giác đó mới hết niệm, nó mới hết niệm nè. Thành ra hôm nay tôi gặp anh tôi đây nè, không phải là gì cái chỗ là muốn nói lên cái gì hết, nhưng mà anh em của tôi á, gặp lại đây nè, thì con của cha, con của mẹ thương anh em, trao đổi với nhau để anh em cùng với lại hai anh em tôi nè
nó bà con cùng lợi với anh em tôi nè, đi chung với nhau một chiếc thuyền, tại vì anh em của tôi đó không có kể công, đã là như theo Phật rồi thì nói sự thật với anh em đó, không có cái gì mà gọi là vấn đề phải được mà sung sướng hết, nói cho rõ, không có gì gọi là sung sướng hết. Bất cứ trường hợp nào anh em của chúng hai anh em tôi đó đều phải chịu hết tất cả để nó mới vượt qua, chứ không phải là như là coi như là anh em mà coi như là mà coi như là ăn sung mặc sướng rồi là rồi đi chơi rồi là chỗ này chỗ kia đâu, không phải vậy. Anh em của tôi nó khác lắm, không có được là coi như là giàu sang phú quý, nhưng mà cũng vẫn có là bây giờ để mà sinh sống hàng ngày để làm cho là thầy tổ Phật pháp đó. Thì ngày hôm nay anh em tôi đến đây thì cũng muốn rằng là coi như là mình là coi như là có cùng cha với mẹ 50 người nam 50 người nữ của Âu Cơ Lạc Long Quân sanh trăm trứng nhỏ trăm con, mà tôi hôm nay tôi gặp anh tôi rồi thì bên ngoại tôi thì bên nội, thì tôi cũng mong rằng đó, con của cha, con của mẹ đều có một cái sự quay đầu cải sửa, hướng về cha mẹ mình, hướng về trời Phật tổ tiên mình, mà nhất là phải nghe lời là coi như Phật cũng chỉ dạy, để anh em có cái sự tình thương, đùm bọc với nhau đoàn kết, đó, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công, không có còn chia rẽ, hiềm thù với nhau nữa. Còn những cái chuyện quá khứ vị lai của thầy tổ mình hồi trước giờ là nó đã là qua cho nó qua luôn, không nên nhắc lại đó. Để chi? Để cho là coi như anh em là coi như là cái tình thương đoàn kết gắn bó nó, để đi vào cái gì, để đi vào một cái chỗ là vấn đề là anh em ruột với nhau nó, không thể nào có cái sự mà vấn đề là coi như là chia cách với nhau mà để có cái sự mà ganh ghét với nhau đó. Coi như con một cha, nó nhà một nóc, nó mình có cha có mẹ để dạy dỗ cho mình, làm sao phải noi gương theo Phật, phải ăn hiền ở lành, biết cái sự đạo đức, nó không có nên là kình địch với nhau, không có nên giành giật với nhau, không có nên chém giết với nhau, không có nên tranh là coi như là giành là cúp mà tranh giành là coi như là ngôi quyền với nhau, cái đó nó không có đúng ở đâu, cái đó là cái tạm thời mà thôi, nó cũng có một cái thời gian ngắn, nó không có gì gọi là tồn tại, nó rồi là coi như mình làm như vậy nó bất phải, làm cho anh em mình nó cũng dòng giống lạc hồng con rồng táo tiên, nó rồi cuối cùng có cái sự buồn phiền vô với nhau, rồi bây giờ coi như là ở trên đó cha mẹ thầy tổ buồn, nên nó là coi như là cha mẹ thầy tổ cũng khuyên là coi như là bây giờ là các con bên nội bên ngoại kỳ này anh em với nhau là phải đoàn kết nhất thống một lòng đó, quay về Tam Bảo, hướng về Phật pháp, hướng về thầy tổ, hướng về Hoàng Thiên, nhất là phải nhớ ơn đất nước, đồng bào, tổ tiên và nhân loại. Chúng ta sống ở đây thì cũng nhờ ơn là tổ tiên, đất nước, đồng bào và nhân loại. Ăn một cọng rau, ở một tấc đất cũng phải biết ơn là đất nước, tổ quốc. Của từ đời xa xưa của ông bà tổ tiên ta để lại, thì bây giờ là con cháu dòng giống lạc hồng con rồng táo tiên phải giữ lấy. Vua Hùng có công dựng nước, như vậy mới xứng đáng rằng là một cái dân tộc Việt Nam. Một dân tộc Việt Nam là một cái dân tộc là cũng là cái yêu chuộng hòa bình, cái tình thương bác ái xoa dịu tất cả, không có hiềm thù một cá nhân nào, bất cứ bạn bè nào trên thế giới, dù có làm là coi như là vấn đề độc ác đến Việt Nam
từ nhiều đời xa xưa đến nay, nhưng mà cuối cùng Việt Nam cũng vẫn là coi như là bỏ qua ân xá. Tại sao? Tại vì là Việt Nam á, là có cái lòng từ bi bác ái vô lượng, độ hết tất cả cho nhân loại chúng sanh trên thế giới này, không có hiềm thù, không có chia rẽ, mà lúc nào cũng có sự là cũng là đùm bọc yêu thương đó. Nên anh em phải nhớ lại cái lời thầy chỉ dạy đó, không có xô xát với nhau, thầy không có cho, thầy cấm đó, không có nghĩ xấu với nhau, không có hiềm thù với nhau. Dù ai có làm như thế nào chăng nữa, ta cũng phải ráng mà cắn răng chịu đựng cho nó vượt qua, để chi không, để cái tình thương đó từ từ nó mới là lắng dịu, nó mới hòa đi. Chứ anh em mà ông này khởi xứng lên làm những cái chuyện bất phải mà hai đứa xung đột với nhau, thì không thể nào mà coi như là cái lắng dịu mà cái sự mà ông này là êm ấm mà nó trở lại cho mình. Nên từ dưới đó, ngày hôm nay tôi gặp anh tôi rồi, thì tôi cũng khuyên tất cả nó chúng sanh trên là quả địa cầu này, nó phải quay về cha mẹ mình, phải quay về tổ tiên mình, nó phải quay về là tam bảo mình, và phải nghe lời thầy, nghe lời Phật chỉ dạy, là anh em phải có yêu thương đoàn kết với nhau, nó không còn có hiềm thù chia rẽ nữa, từ đạo đến đời. Ngày hôm nay là cái ngày 23 tháng Giêng năm 2024 Giáp Thìn, là cái ngày hôm nay á, là ngày 23 đó, thì nó cộng lại cái số của Phật đó là ngũ chi hiệp nhất. Nên anh em tôi là mới gặp lại nhau ngày hôm nay. Mà từ mà cái lúc mà hồi sáng 6 giờ đó, ngày hôm nay nè, ngày 23 nè, tháng Giêng năm 2024 Giáp Thìn này nè, tình cờ tôi ngồi tôi coi, tôi bắt lên tôi gặp là cái mạng của anh hai tôi nói chuyện, thì tôi mới nhận ra được rằng anh hai tôi nói là cái ông Phật Chùm đó, đó là bên mẫu. Thì tôi nói rồi, vậy anh này anh nhận vậy là cũng đúng rồi, còn bây giờ mình nào gì mình chưa thấy ai mà nói như vậy, mà giờ anh này mới nói thì bây giờ mình cũng chờ đợi coi sao đây, là cái thời gian nào có ai nói gì không, để anh em để là nhận lại với nhau. Và hôm nay anh ấy nói vậy thì mình nhận được rồi, thì mình phải là cấp tốc là đi lên là để thăm anh mình liền. Thì tôi mới điện cho Thành Luân. Thành Luân nó mới nói là bây giờ thôi chú đi tôi chỉ, tôi nói không có được. Bây giờ Thành Luân phải đi là hộ tống với tôi. Rồi hai nữa rồi là phải chỉ ngay cái chỗ để tôi kiếm biết chừng nào. Nó gửi dẫn lại đây luôn á. Rồi khi tôi đi á, thì tôi cũng có chuẩn bị, tại tôi coi trên tôi thấy anh hai tôi. Là tôi nói sự thật, tôi làm thầy thuốc hôm nay 20 mấy năm. Đi độ đời, nghe không, giàu không có, đây là mới đủ ăn đủ mặc, nhiều khi có bữa mà coi như là không có đủ tiền xăng đó. Lúc mà giá xăng nó xuống giá, nó lên giá nó có 10.000 đồng bạc, rồi năn nỉ nó mà xăng quen nó không đổ, rồi không đổ làm sao chạy điên khúc, rồi nó giờ khúc mà nó không đổ nữa, tiền đâu đi mà đổ xăng tới nhà, chạy điên tới ở chỗ Kinh Quýt, cái người quen tự động sao ra ngoắt tôi vô, ủa sao ngộ vậy, có vụ này nữa, ngoắt vô thì vô được một chai nước biển. Chích được 2-3 người, được 130.000 đó rồi đổ xăng đi, thấy không? Nó, mình làm những cái điều bản đề phước đức thật sự, mình người làm phước rồi nói làm phước thật sự, chứ không phải mà mượn cái danh đạo mà tạo cái danh đời, dắt đó dừng xe mà dẫn về nữa. Còn cái này mình làm như vậy cuối cùng là như có các ngài ta độ cho, ta kêu lại, chứ mình làm gì biết cái chỗ nào đâu, mình đi mà ghé vô đâu mà, biết ghé vô mà trị bệnh cho người ta mà lấy tiền mà đổ xăng, thấy không? Nên tôi nói anh em đó, anh em tu đi, anh em tu thiệt đi, tôi bảo đảm như anh không có nghèo đói gì trơn trọi á, không có khổ sở gì trơn trọi á. Còn anh em mà tu đó, anh em tu làm sao đó, là anh em tu rồi tôi thấy rồi nè, tu thật tâm thì được thảnh thơi, còn tu giả dối ấy, thì mau chết sớm. Mà tôi nói vậy đó, nó thẳng vậy. Tôi nói thẳng luôn á, chứ ông thầy tôi không còn nói lái, không có lao lý nữa, bây giờ là ông thầy tôi nói lái của tôi nói thẳng luôn á. Giờ nó thẳng quá. Tại sao tôi biết tôi nói gì anh nghe không? Tại vì mấy cái đứa mà nó gặp tôi đó, mà nó nói chuyện tôi, mà nó nói theo cái kiểu cách của nó đó, tôi nói câu đó, cái đầu nó trở lại, nó phùng mang trận mắt với tôi. Mấy bữa nó lụm rồi. Nó nói thật luôn á, mấy bữa lụm rồi, thành thử ra cái câu đó tôi mới nói vô đây, nó áp dụng nó phù hợp đúng nè. Tu thật tâm thì được thánh thơi, còn tu giả dối thì mau chết sớm, mà chết thiệt.
chết. Bữa đó là coi như là nó cự tôi ở ngoài, là coi như là ban chỉ sự cũng phải thắng ở ngoài kinh G ngoài đó. Nó nói sao không nói vậy thì tôi nói vậy đó. Thì sao tự động sao nó nhảy vô, không nhảy vô mấy bữa lụm đó. Đó thì giờ bắt mạng đi đó, thì coi có không biết. Tôi không phải tôi hại mà tôi giết rồi đó nghe, mà tại chẳng qua nói con nói thất đức là ông này chết chịu á, chứ không phải là tôi cho tôi làm gì hại ai à, chứ hay là coi cái mạng của đầu làm những cái chuyện không đúng là coi như là mình dám mình chịu à. Coi hơi nói đó ở đây thôi cái đó. Hôm nay á thì để chú Hai nói. Bác Hai á thì hôm nay thì gặp được chú Chính. Chú Chính đây á thì hai người có nhận ra chưa, chú Hai có nhận ra chưa chú Hai? Biết chú Hai chứ, đây anh Hai nó biết rồi, biết bắt tay rồi, ông nói gì hai anh em tôi giờ cùng chung mà để ông khi mà lo cái phận sự cho cha mẹ chứ giờ biết nhau về tâm linh của cơ quyền. Biết nhau về vấn đề coi như là nói về vấn đề là mê Phật pháp, mà biết nhau là hai anh em sát thủ luôn cho nó rõ gì đi. Ừ gì đó thì ừ. Bây giờ đắc từ lại cái là huynh Hai cho biết ý kiến lời nói của cho quân chính là sao. Dạ đúng rồi. Thì lời nói của quân chính đó, nó không ngoài cái vấn đề đó, nó cũng trong vấn đề đó. Lấy hơi khá khá điều chút xíu rồi bắt đầu là coi như tôi chuyện cái chai cam lồ quan tham bồ tát vô rồi cầm gì đưa lên được rồi. Cầm gì đưa vô miệng rồi nói với micro đó. Vậy đó hả? Em nói lời nói sao đó, ông nói đó, nhận định sao thì đó. Cái lời nói á của huynh chính á thì cũng như cái lời nói của tôi, cũng muốn cho tất cả đồng đạo không ai sức mẻ hết, mà tại vì con người không tin nên chống lại với Phật pháp, thành ra bị thiêu rụi vào thời kỳ không đúng, chống lại để làm gì? Chống lại để làm cái công chuyện cho Phật pháp của người ta chứ không phải Phật pháp của mình đó. Thì có bao nhiêu lời để nói chuyện với huynh chính thì ngày hôm nay đã nhận được huynh chính và người lo cho toàn thể đồng bào, chứ không phải lo cho cá nhân đời của mình nữa. Thành ra huynh chính là người có quy nhất ở trên đời, tại vì người ta không hiểu được, ta không hiểu được, ta hiểu được thì người ta nể nang, người ta không hiểu, thành ra người ta khỉnh khỉnh, thành ra người ta chết. Vậy thì tôi có bao nhiêu lời đối đãi với quân chính. Cảm ơn quân chính. Anh ơi! Anh ơi anh, gặp anh, em mừng dữ lắm. Thì vừa rồi đó nãy chú Chính đó ông qua nó lấy cho chú một cái cầm dạ để cho biết thầy em bỏ đó rồi chú mà thế nó cầm tay lúc rồi đó.
Thì vừa rồi đó chú chính nhờ chú chính lý giải dụm gì nãy lúc mà mình đang đi đó thì con nhìn lên đó là gặp hai cái đám mây cũng như nó chụm lại là nó giống một bên là khủng, một bên là rồng. Thì bởi con mới chỉ ông mới gật gật đầu đó thì mình không hiểu được. Nói gì coi như rồng bụng là coi như là sẽ vui mừng múa này, hai anh em gặp nhau vậy đi. Vậy đi cho rồi đi nghe. Nói gì đi. Coi như được như là về coi như là mà anh em là coi như là coi như đồng khủng cũng như là lạc long quân vậy mà ok vậy đó. Vậy đi gặp nhau vậy đó. Vậy đi. Cho nó cho nó vậy đi. Vậy đi. Nó vậy đi. Vậy đi. Vậy đi. Thì đó đi. Nội ngoại thiên tài. Nội ngoại thiên tài nó cũng vậy thôi. Không có dẫn giải gì nó nhiều hết trơn. Đấy mình chân thiệt anh em nói nhau gặp gì là tốt rồi, còn nói gì nữa giờ. Mình gặp nhau. Ừ. Bữa nay á thì bác hai với cái chính là hai người mà gặp với nhau là tại sao có xuất hiện hai cái đám mây vậy, là ở trên người ta sắp xếp hay sao có hai? Ở trên Ngọc Đế sắp xếp. Chứ mình không có biết.